Bộ phim Mẫu Nghi Thiên Hạ Tập 2. Gần đây thần phát hiện hoàng hậu Giá Băng có ẩn tình khác. Tổng quản Tiêu Phòng Điện công tôn phu nhân dâng lên một phần cặn thuốc mà hôm đó hoàng hậu đã uống. Thần đã kiểm tra kỹ càng, trong thuốc có trộn phụ tử. Không biết là xảy ra chuyện gì, sao lại bị bắt vậy ta? Thì đó, không biết có chuyện gì nữa. Hay dạ. Nhanh lên. Có xem chuyện gì vậy? Đi. Đã xảy ra chuyện sao gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Ta biết là ngươi bị oan, mấy hôm nay khổ cho ngươi rồi. Ta đã ra mặt làm chứng với đình quý, ngày mai là có thể thả ngươi ra rồi. Đa tạ phu nhân cứu giúp. Không cần phải hành lễ khách sáo như vậy đâu. Đứng dậy đi. Trước giờ ta biết nhân phẩm của ngươi, tuyệt đối không lén lút bỏ độc ám hại hoàng hậu. Ta còn nghe được một tin tức. Thánh thượng nhận định trong chuyện này có một âm mưu cực lớn. Kẻ hạ độc chỉ là quân cờ, kẻ đứng đằng sau kiểm soát mới là hung thủ thật sự. Một khi tìm được hung thủ, những người khác còn có thể có cơ hội sống sót. Chính Quân, Mẫu thân. Chính Quân, Chính Quân, sao con lại tới đây vậy hả? Con muốn gặp mẫu thân, cho nên bám theo mama đưa con tới đây. Chính Quân, những ngày mẫu thân không có ở nhà, các con sống có tốt không? Phụ thân nói mẫu thân đã vào cung nên tốt với tụi con hơn trước. Nhưng mà con không có mẫu thân bên cạnh, con không thấy vui chút nào. Mẫu thân, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa được không? Chính Quân, mẫu thân còn một chuyện quan trọng nữa, phải đi tìm một người bằng hữu. Chính Quân theo mama về nhà trước, được không? Không, con muốn ở bên cạnh mẫu thân. Thời khắc đó, dáng vẻ mỉm cười của mẫu thân mãi mãi in đậm trong lòng ta. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại vẫn làm xúc động lòng người, bởi vì đó là nụ cười cuối cùng của mẫu thân. Mẫu thân hiền lương, không có một chút cảnh giác rằng bản thân đã rơi vào cạm bẫy nguy hiểm. Còn ta lúc đó còn nhỏ dại, chỉ biết để mặc cho nỗi lo âu và khiếp sợ tràn vào trong lòng, mà không một chút sức lực để kháng cự. Ai vậy? A Dĩ, A Chiếu, bắt lại chúng ta. Đi đi. Bỏ lên, đi, đi mau, đi, 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 đi mau, dạ đi, mau lên, đi. Không phải ta. Mẹ, con ơi, mẹ ơi, con ơi, mẹ ơi. Nè, mau đứng dậy đi. Nhanh ra đi, nhanh ra. Chính Quân, tiểu nữ tử chưa từng gặp mặt đó khiến ta lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm được nỗi sợ hãi lạnh lẽo, ánh mắt căm hận đó. Về sau, trong 60 năm hưởng quốc của ta đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng không thể xóa được. Vẫn không chịu khai ra hả? Tôi không có gì để khai hết. Dù ngươi có cứng miệng đến đâu cũng vô ích thôi. Bằng hữu thân thiết của người đã nói ra hết rồi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng khai. Nhưng mà các người đều bị cô ta gạt rồi. Bởi vì cô ta là đồng mưu. Công tu phu nhân, mẫu thân, không ngờ sự việc lại trở thành như vậy. Ta biết rõ ngươi phải chịu nỗi oan không trong sạch, nhưng mà ta thấp cổ bé họng không thể làm được gì, chỉ có thể đưa các con tới gặp ngươi lần cuối cùng. Công tu phu nhân, người sắp xếp như vậy tôi đã cảm kích lắm rồi. Mẫu thân, khi nào thì người mới trở về? Chính Quân, Phụng Nhi sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho muội muội. Trên đời này không có ai thân thiết với con bằng muội muội nữa rồi. Con nhớ kỹ chưa? Dạ, mẫu thân. Nếu không do Quắc Hoàng bao che dung túng thì ác thê của hắn sao có thể to gái bằng trời như vậy? Tới hoàng hậu cũng dám độc sát. Nếu trẫm không nghiêm trị bọn chúng, làm sao mà ăn nói với hoàng hậu vô tội bị hại? Truyền ý chỉ của trẫm, cả tộc Quắc thị bất kể nam nữ lớn nhỏ, chém đầu cả họ. Nhanh lên, đi. Đi mau, đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Mau lên. Đi mau lên, đi. Quỳ xuống. A Diện, bất kể cô có tin hay không, ta cũng chưa bao giờ bán đứng cô. A Chiếu à, bỏ đi. Chuyện đã như vậy rồi, nói những lời đó làm gì chứ? Đều là ta hại cô. Giết đám người tặc đó để tới vong hồn cho hoàng hậu trên trời. Giết bọn chúng đi. A Chiếu. Mẫu thân đã tự dẫn trước lúc bị hành hình. Sau này ta mới hiểu đó là hành động của sự tôn nghiêm và phản kháng. Đó là mẹ của ngươi hả? Phải đó. Đó là mẹ của ngươi hả? Cùng với sự qua đời của mẫu thân, tuổi ấu thơ của bọn ta cũng nhanh chóng kết thúc. Ta được thừa kế đôi mắt kiên nghị của mẫu thân, theo ý chỉ của Hiến Tuyên Hoàng đế, thành Trường An. Trong một lúc đổ sát hơn 10 vạn người, hầu như trở thành tòa thành trống, thi thể khắp mặt đất. Nói với người đời, gia tộc Quách Thị, một gia tộc lớn, đương quyền 40 năm, quy chấn thiên hạ 20 năm, chỉ trong chốc lát bị hủy diệt hoàn toàn. Tuyên đế trong cuộc chiến bảo vệ hoàng quyền đã giành được một mảnh thắng lợi rách nát, đẫm máu và huy hoàng. Dương triều Tây Hán cũng bước vào thời kỳ thái bình thịnh thế của Hiếu Tuyên trung hưng. Còn ta, vận mệnh tuyệt vọng, cũng mở ra bức rèm từ đó. 10 năm sau, năm Ngũ Phụng Hán Tuyên đế. Hoàng hậu điện hạ khởi giá. Ê, các cô nhìn kìa, là xa giá của hoàng hậu. Ở đâu vậy? Ở bên đó kìa. Thần thế lớn thật đó. Đẹp thật đó. Quá trời luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá kìa, cô thấy không? Quá trời luôn kìa. Hoa đẹp thật, hoa thơm quá, hoa này cũng đẹp nữa, thơm quá à, thơm thật đó. Chị đẹp quá, đẹp quá, xem đẹp quá, xem đẹp. Đó là hoa gì vậy? Đẹp thật. Hả? Bay mất rồi, bay rồi. Có thơm không? Thơm lắm, thơm quá, thơm thật đó. Làm cái gì đó? Qua đây, đem qua đây cho ta. Cô. Giao ra đấy. Đây là cái gì hả? Là hoa đó. Chị mới trả lời đúng một nửa. Đây là hoa của hoàng hậu và các phu nhân. Các cô to gan thật đó. Chúng tôi nhìn thấy những bông hoa này cười rạng rỡ như vậy, cho nên... Cô phải nhớ kỹ, hoa này mãi mãi không phải cười vì các cô, mà là cười về hoàng hậu điện hạ và các phu nhân kìa. Ở Vĩnh Hạn này, cơn gió xuân nhẹ nhẹ này cũng không phải thổi về các cô, mưa phùn lất phất cũng không phải rắc về các cô, ánh trăng vằn vặt cũng không phải sáng về các cô. Niệm phạm lỗi lần đầu, bỏ qua. Các cô phải biết là cái con hẻm dài này nè chính là Vĩnh Hạn danh tiếng lừng lẫy, là nơi tọa lạc của bát quận Dịch Đình Hậu Cung. Phía trước kia là Uyên Ương Điện, Phi Hưng Điện. Còn nữa, ra phía sau Y Lan Điện, Phi Tường Điện. Vậy hoàng hậu điện hạ ở điện nào vậy hả? Hoàng hậu điện hạ ở Tiêu Phòng Điện, còn gọi là Trung Cung. Trung Cung. Đừng nên tưởng nơi nào mắt nhìn thấy được thì có thể tới được, xa lắm mà ngang. Wow, đẹp, rộng lớn quá. Ở đây rộng thiệt đó. Quá trời luôn. Wow, rộng thiệt nha. Ê, ta ngủ bên đây. Ê, cô cũng ở đây hả? Đúng đó. Cô cũng thích ngủ bên cửa sổ hả? Đúng vậy. Ta cũng thích ngủ bên cửa sổ đó. Thật sao? Thôi vậy, ta bẩm sinh sợ lạnh, sợ gió thổi, nhường cho cô. Hả? Thì ra là các cô hả? Không ngờ chúng ta lại được ở chung với nhau. Hai cô cũng ở đây hả? Phải. Ở đó. Bên kia còn hai cái giường kìa. Hai cô qua kia đi. Được. Ê, khỉ con, qua đây. Khỉ con. Ở bên cô bị dột hả? Đúng vậy, nhưng cũng không khó xử lý. Ủa, con khỉ của cô bị gì kìa? Hình như là không hoạt bát cho lắm. Ê, các cô xem con khỉ bị làm sao nè. Con khỉ đó ở đâu ra vậy? Sao vậy? Lúc nãy đột nhiên nó nhảy lên cửa sổ. Làm sao vậy? Bệnh rồi, nó có phải bị bệnh rồi không? Bây giờ làm sao? Phải đó. Phải làm sao đi? Đây. Hả? Nè, lấy cái này đút cho nó uống đi. Khỉ con à, nè, uống một viên thuốc cho khỏe nha. Nó từ đâu tới vậy? Sao lại chạy tới chỗ của chúng ta? Chúng ta có thể nuôi nó không? Con khỉ này có duyên với chúng ta. Hay là như vậy đi, hôm nay chúng ta tạm thời để nó lại đây, đợi nó tỉnh lại sẽ thả nó đi tìm người nhà của nó. Được đó, tốt quá rồi. Đi, về nhà của mày đi. Thuốc của cô hay thiệt, khỉ con khỏi bệnh rồi. Ê, đây là bánh cô mẹ ta đem tới cho ta, là bánh ta thích nhất. Nè, các cô ăn thử đi. Đa tạ. Nè, ăn thử đi. Đa tạ, ta không muốn ăn. Nè, bánh khô ta thích ăn nhất đó, cô thử đi. Cô cũng thử đi. Trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta làm quen với nhau một chút đi. Bắt đầu từ ta nha. Mỗi người sẽ nói họ tên của mình, thời thần ra đời, tổ tịch, và cả tính cách của chính mình nữa, luôn cả nguyện vọng khi giao công, có được không? Ta nói trước nha, ta tên là Phùng Diên, cha của ta là Phùng Hậu Thế, ta ra đời ngày 9 tháng 7, người thượng đẳng lộ quyện, con người của ta chính là thích nói chuyện, tóm lại không ai không thích ta hết. Vậy có phải cô nói là nếu như có một ngày thánh thượng nhìn trúng cô, nhất định cũng sẽ thích cô không? Dĩ nhiên là vậy rồi. Có điều ta thì chưa từng nghĩ sẽ làm hoàng hậu. Ta nghĩ ta vào cung nếu có thể làm một mỹ nhân, được nhận 2.000 thạch bổng lộc là được rồi. Ê, còn cô? Ta tên là Dương Chính Quân, là con gái của Dương Cấm. Phụ thân ta trước đây là Đình Vệ Sử. Ta ra đời ngày 18 tháng 5. Thân mẫu của ta từ nhỏ đã dạy dỗ ta làm người phải ngay thẳng và lương thiện. Ta hy vọng ta có thể ngay thẳng và lương thiện, không có ý nghĩ gì ngoài bổn phận. Cứ làm gia nhân tử cho tốt rồi nói tiếp. Mẹ ơi! Còn cô? Ta họ Phó, ra đời ngày 29 tháng 6. Nếu nói như vậy, cô lớn hơn ta tới 1 tuổi lận. Vậy ta làm tỷ tỷ của cô nha. Được thôi. Vậy tính cách của tỷ tỷ như thế nào? Ta là chính mình. Ở lâu với nhau, các cô cũng sẽ biết thôi mà. Ta vào cung là muốn làm hoàng hậu, nhận 1.000 thạch bổng lộc. Có phải là mơ ước hơi hảo quyền không? Tỷ tỷ đúng là tỷ tỷ ha. Còn cô? Ta tên là Lý Nguyên Nhi, ra đời ngày 15 tháng 2 nhuận. Cha ta tên Lý Hậu Chương, là thương nhân tơ lụa ở Ngô Trung. Cha và mẹ của ta đều cảm thấy ta nhát gan hay khóc. Thật ra ta khóc là để lấy thêm can đảm cho bản thân. Ta tới hoàng cung chỉ muốn làm một lưu nhân nhỏ nhoi, chỉ nhận 1.000 thạch là đủ rồi. Ít vậy hả? Còn cô? Ta là người ở 5 quận Tự Quy. Ta tên Dương Tường, tiểu danh Chiêu Quân. Sinh ngày 4 tháng Chạp. Thật ra con người của ta chính là không quan tâm đến mọi thứ. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được. Là triều đình ép ta vào đây, nếu không tới gia nhân tử ta cũng không muốn làm. Bổng lộc nhiều tới đâu cũng không bằng được gạo thơm ở quê nhà của ta. Nhưng mà mẹ của ta nói những thứ ngon nhất ở trên đời đều ở trong hoàng cung hết. Cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi, tránh bị Trọc Công Công nhìn thấy lại bị la nữa đó. Những người tạm thời được ở lại cũng đừng có vui mừng quá sớm. Các cô có thể thương xót những người vừa mới ra đi, nhưng ngày tháng lâu dần các cô sẽ nhận ra ở lại mới càng đáng buồn hơn. Ra đi là sự giải thoát, người ở lại mới là bắt đầu của ác mộng. Sớm biết làm gia nhân tử là làm những việc nặng nhọc này, đánh chết ta cũng không vào cung đâu. Mắt muốn mù luôn rồi nè. Chứ còn gì nữa, lưng của ta sắp gãy luôn rồi. Cái mạng nhỏ này sắp xong luôn mới nhận được một đấu bổng lộc. Nghĩ xem, 10 đấu mới được một thạch. Những ngày tháng này làm sao mà sống đây? Ta thấy những gia nhân tử khác cũng không làm nhiều việc nặng nhọc như chúng ta. Có phải là chúng ta không cho họ chút lợi lộc không? Nhưng dù muốn cho họ lợi lộc, chúng ta cũng không có kim ngân châu báu. Cái này có được không? Là của mẹ ta tặng cho ta trước khi vào cung, để ta dùng hộ thân. Ít nhất cũng có thể thử xem. Chính Quân, cô xem nè. Đây đều là chỉ tơ sẽ dùng vào sớm ngày mai. Các cô mau làm cho xong đi. Cung nhân à, nhiều chỉ tơ như vậy chúng tôi... Trọc Công Công chưa dạy dỗ các cô hay sao? Gia nhân tử phải làm được việc người khác không làm được. Huống hồ lễ thất tịch sắp tới, lỡ việc làm triều phục, các cô ai có thể gánh vác? Hay gì tỷ tỷ, cả ngày hôm nay chúng tôi đều chọn tơ nhặt chỉ. Mắt của chúng tôi cũng không còn linh hoạt như trước nữa. Xin hai vị tỷ tỷ chăm trước cho. Đây đều là việc của thiếu phụ sắp xếp xuống. Bọn ta có bản lĩnh gì mà chăm trước cho các cô? Ta thấy các cô đừng nên vọng tưởng nữa. Bọn ta cũng đã từng làm gia nhân tử, cũng đâu có nhiều lời giống như các cô. Hai vị tỷ tỷ chờ một chút. Đây là chút tâm ý của nô tỳ, xin hãy tỷ nhận cho. Đây là muốn mua chuộc bọn ta sao? Chỉ là chút tâm ý thôi mà. Nha đầu, cô cũng không hỏi thăm một chút gia nhân tử của Nguyệt qua các kế bên đã đưa thành ý như thế nào? Là hoàng kim đủ để chiếu mù hai mắt của các ngươi. Thứ đồ rách nát này xem là trò đùa gì? Cho chó đeo, chó còn chê xấu nữa kìa. Đứng yên. Thứ mà các ngươi xem không ra gì là bảo bối nhà ta. Trả đi. Nha đầu, người buông tay ra đi. Ta không buông. Ngươi to gan thật đó. Kêu ngươi buông tay còn cố giật lại. Buông tay ra. Buông tay. À, dạ. Buông ra. Buông không. Tỷ tỷ. Sao rồi? Ai gì tỷ tỷ? Đều là chúng tôi không tốt. Chúng ta có gì mà không tốt? Nghe kỹ đi. Các ngươi chẳng qua chỉ là một gia nhân tử nhỏ nhoi. Lo giữ cái miệng của các ngươi đi. Nếu không, các ngươi sẽ không yên đâu. Dạ. Ngươi... Đi thôi. Đi thôi. Người gì vậy chứ? Đã lấy đồ của chúng ta còn đánh người nữa. Người quân tử không đứng với tường nguy, chúng ta phải cố gắng chịu đựng. Cô sao rồi? Đừng quan tâm ta, mất hết mặt mũi rồi. Đáng ghét. Người đáng ghét còn có rất nhiều. Ở đây là vĩnh hạn. Được rồi, làm việc đi. A Giao, cô sao vậy? Nếu như cô mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát đi, để ta làm cho. Tại sao vậy? Sao lại bắt chúng ta làm cái này? Làm gia nhân tử, không lẽ không phải người? Sao bắt chúng ta nhặt cái này chứ? Chỉ sợ nè, nhặt cả đời cũng không hết nữa. Tại sao những phu nhân đó có thể nhận 1000, 2000 thạch, còn chúng ta chỉ nhận được ngũ cốc, thậm chí anh còn không đủ no hả? Tại sao? Không lẽ phu quý cũng có số, nghèo hèn cũng có số sao? Chúng ta không phục, ta không phục, không phục, ta không phục. A Giao, tỷ tỷ đâu? Tỷ đi đâu vậy? A Giao, cô đi đâu vậy? Cô đi đâu vậy tỷ? A Giao, cô sao vậy? A Giao, tại sao chúng ta phải làm mà không được mặc? Mình sao lại đi làm như vậy? Cô đừng có như vậy mà. Tại không được mặc hả? Tại sao? Ai Giao sao lại bị sao vậy? Đây là y phục của hoàng hậu, cô làm như vậy cô sẽ bị rơi đầu đó. Cô không thể làm như vậy được. Sẽ bị rơi đầu đó. Sẽ bị rơi đầu đó. Hả? Sẽ bị rơi đầu sao? Chạy mau đi. Đi, nhanh lên. Chạy đi. Đứng lại, làm cái gì vậy? Đứng lại. Cô đi đâu vậy? Cô đi đâu? Sẽ bị rơi đầu đó. Ta đi tìm trọc xá nhân nha. Không được đi. Chính quân à, chúng ta đi tìm trọc xá nhân. Nói với ngài ấy, triều phục này không liên quan tới chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ bị chém đầu đó. Nếu hỏi tội toàn bộ thì phải làm sao đi? Làm không khéo chúng ta sẽ chết đó. Không được đi. Đưa triều phục cho ta. Nhanh lên, đưa đây. Đừng có giành nữa, coi chừng bị hư đó. Đưa đây, đưa cho ta. Triều quân nói đúng đó. Bây giờ đã thành ra như vậy rồi, chúng ta làm sao mà trốn được? Thật ra thì A Giao chẳng phải đã nói ra lời oán thán trong lòng mỗi chúng ta sao? Nào, A Giao đứng dậy. Lúc đầu chúng ta thương xót những gia nhân tử bị đuổi đi đó, thấy mình may mắn vì được ở lại. Quả thật câu nói của trọc xá nhân đã ứng nghiệm. Ở lại có nghĩa là bắt đầu của một cơn ác mộng. Bây giờ 5 người chúng ta đã ngồi chung trên một chiếc thuyền, không ai chạy thoát, cũng đừng mong ai chạy. Vậy bây giờ phải làm sao đi? Bây giờ chúng ta phải đồng tâm hợp lực, sửa lại như cũ. Đã thành ra như vậy rồi, sửa làm sao chứ? Chính mắt ta nhìn thấy Châu cung nhân làm công việc này. Chắc ta có thể bắt chước bà ấy may ống tay, vào trong thân áo. Hả? Các cô phụ trách xe sợi nha. Được. Tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực, lậu tiền cửu khác, sáng ngày mai nhất định phải hoàn thành cho xong. Được. Chính Quân, nhìn kìa. Nè, mọi người qua đây nhìn nè. Khỉ con sao lại quay lại rồi? Nó lại tới tìm cô chơi đó. Xem ra nó thật sự rất thích cô. Nó có linh tính thật đó. Con khỉ con này là bằng hữu tốt của ta. Dễ thương quá à, nhìn nè. Đặt cho nó cái tên đi. Tên là gì? Tên là gì đi? Tên là Đậu Đậu có được không? Vậy đặt tên đó đi. Đặt tên đó đi. Ê, nhìn kìa, nhìn kìa. Tới rồi, tới rồi. Đúng là tốt số. Có thể từ cung nhân trở thành lương nhân. Chính Quân, người đó chính là hoàng lương nhân được hoàng thượng để mắt tới trong lần đi săn ở Thượng Lâm Quyển sao? Nhan sắc cũng chỉ có vậy thôi. Cô ấy chính là một bước lên trời. Hoàng lương nhân này được hoàng thượng khâm điển. Lúc đó hoàng thượng còn đặc biệt căn dặn thiếu phủ sai dịch định chọn ngày lành vào cung thị tẩm. Người ở Thượng Lâm Quyển hôm đó sao không phải là ta chứ? Đúng đó, chuyện tốt như vậy đến khi nào mới tới lượt ta được gặp đi? Không lẽ hôm nay là ngày hoàng lương nhân vào cung thị tẩm sao? Trương Tiệp Dư có thể để hoàng lương nhân chiếm vị trí của cô ta sao? Ta thấy hậu cung nhất định có tuồng hay để xem rồi. Cô nói đúng thật đó. Hôm nay là ngày hoàng lương nhân vào cung thị tẩm. Nhìn kia. Nè. À, cứu ta với, cứu ta với. Cứu ta. Cứu ta với. Cứu ta. Cứu ta với. Cứu ta với. Sợ các cô cỏ đi. Không mau đi mời Thái Y đi. Dạ. Cứu ta. Dạ, dạ. Cứu ta. Chào công công. Ngô cung nhân, cô tới đúng lúc lắm. Làm phiền cô chuyển lời đến Trương Tiệp Dư là thánh thượng đổi ý rồi, tối hôm nay vẫn muốn Trương Tiệp Dư thị tẩm. Tạ công công, Quỳnh Nhi sẽ về chuyển lời tới phu nhân ngay. Không cần đa tạ ta. Đây là phúc phần của Trương Tiệp Dư mà, không liên quan gì tới ta hết trơn. Ê, cái này nữa. Đâu có. Để ta. Ai giao, cô nghĩ những lời của Trọc công công nói hôm nay là có ý gì? Đó là phúc phần của Trương Tiệp Dư sao? Những chuyện trong cung đâu tới lượt chúng ta hiểu nổi. Chính Quân, cô nghĩ Trọc xá nhân là có ý gì? Hôm nay hoàng lương nhân đó đúng là thê thảm mà. Ngay ngày lành hoàng đạo, sắp được hoàng thượng sủng hạnh luôn rồi, sao lại gặp tai bay giả gió vậy chứ? Ta thấy có thể là do có người giở trò. Thật ra quy tắc ở trong cung chúng ta không thể hiểu nổi. Hoàng thượng sủng hạnh ai, không sủng hạnh ai. Ai, thiên quy khó đoán. Theo ta thì lòng người khó đoán mới đúng. Đêm nay hoàng thượng không có khâm điểm vị quý phi nào được sủng hạnh. Theo quy tắc sẽ do dịch đình lựa chọn. Mong công công thành toàn. Đưa Châu mỹ nhân đi. Thế đạo gì chứ? Một phi tử nhan sắc tầm thường như vậy mà cũng có thể đem cho hoàng thượng thị tẩm. Đúng đó, nhan sắc tầm thường, nhan sắc của mỗi chúng ta đều xinh đẹp hơn cô ta nhiều rồi. Đây đâu phải do hoàng thượng chọn. Tất cả chúng ta lúc nãy đều nhìn thấy rõ rồi. Rõ ràng là vị cung nhân đó âm thầm chỉ điểm giúp cổ. Cô ta là ai vậy? Cô ta là tỳ nữ ở bên cạnh Trương Tiệp Dư. À, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Nói vậy xem ra hôm trước chân của Hoàng Lương Nhân bị bỏng chắc chắn có liên quan tới Trương Tiệp Dư rồi. Nói như vậy, Hoàng Lương Nhân bị phỏng là Trương Tiệp Dư sai khiến. Ừ. Không phải ác độc tới như vậy chứ. Trương Tiệp Dư có bản lĩnh tới như vậy sao? Bởi vì hoàng thượng sủng hạnh cô ta, hơn nữa sự phô trương của cô ta cũng không thua gì hoàng hậu. Ê, mọi người xem, đó là sao thiên khu. Nhìn lên sao thiên khu ước nguyện sẽ rất linh nghiệm. Thật hả? Ừ. Cầu cho mong ước của ta trở thành sự thật. Xong rồi. Các cô đã ước nguyện xong chưa? Ừ. À, Phó tỷ tỷ, tỷ ước nguyện chuyện gì? Chính Quân, cô đã ước nguyện gì vậy? Ta ước nguyện là mong sao vận may của mỗi người chúng ta đều sẽ tới thật nhanh. Đúng đó. Ai mà chẳng muốn được hoàng thượng sủng hạnh, trở thành một trong bát đại chủ nhân của Vĩnh Hạng này. Năm chúng ta tình như tỉ muội. Hay là vậy đi, chúng ta làm một ước định được không? Ước định gì vậy? Trong số năm chúng ta, bất luận người nào được hoàng thượng sủng hạnh thì đều không được quên 4 tỷ muội còn lại, có được không? Được đó. Được đó. Con kìa, con kìa. Tỷ tỷ à, bên kia kìa. Quá. Bay cao hơn nữa đi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Để ta. Ê, nè. Để ta thả cho. Nè. Để ta. À. Đi đi. Không được bay cao được nữa đâu. Bay cao quá. Cho ta thả. Không được. Nè, bay cao hơn nữa là có chuyện đó. Bay cao quá. Trả lại cho ta. Bay cao quá. Không được bay cao hơn nữa đâu. Trả lại đi. Nè. Không được. Không được cho bay cao nữa đâu. Nè, đừng mà. Nè. Phu nhân, người coi qua năm nay là nở dành riêng cho người đó, rực rỡ diễm lệ, hơn nữa còn tràn trời ấm áp. Ừ. Có thể nhìn được ngài đã tốn nhiều tâm tư vào hoa này. Trời ơi, đó là bổn phận của nô tài. Trả lại đi. Không được cho bay cao được nữa. Không được. Bay cao không được đâu. Nè. Đứt gì rồi? Phải làm sao rồi? Gây ra quả lớn rồi. Sao lại để bay qua Thượng Lâm huyện chứ? Ngày mai chính là hội du hoa viên mỗi năm một lần. Hoàng thượng, hoàng hậu, tất cả các phu nhân ở Vĩnh Hạng đều sẽ tới Thượng Lâm huyện thưởng hoa. Các cô mau đi lượm con diều rết lại đi, nhanh lên đi. Trọc Công Công, ngài phải để mắt cho kỹ. Nếu hoàng thượng cao hứng, bổn phu nhân sẽ đưa ngài đến xin hoàng thượng ban thưởng. Tạ phu nhân. Là con rết. Con rết là loài không may. Phu nhân bất giận. Bẩm phu nhân, xin cho phép nô tài bắt kẻ không hiểu quy tắc đó về đây. Con nữ to gan. Bẩm báo Trọc Công Công, chúng nô tỳ thả diều ở Minh Cừ, không ngờ con diều bị đứt dây, cho nên. Đúng là to gan mà. Ngươi thả diều ở Minh Cừ, sao lại thả qua tới Thượng Lâm Uyển luôn rồi? Nô tỳ không phải là cố ý. Bẩm báo phu nhân, là một gia nhân từ, cô ta thả diều ở Minh Cừ, quấy nhiễu nhã hứng của phu nhân. Nô tài nhất định dạy dỗ cô ta. Người thả diều gì mà không được, lại thả diều con rết. Sao không thả diều phượng hoàng, còn để con rết đậu trúng đầu của Trương Tiệp Dư nữa. Ta thấy người là hết muốn sống nữa rồi. Nô tỳ không hiểu lắm. Rết là loài không may, ngươi không hiểu hả? Rết tuy là trùng độc nhưng không phải là loài không may. Rết rơi trúng đầu phu nhân, cho thấy phu nhân bách độc không phạm, là phúc chứ không phải là họa. Nô tỳ xin chúc mừng phu nhân. Phu nhân, rết không phải là loại vật không may. Trong dân gian còn được gọi là bách túc trùng, được nuôi rộng rãi. Bách túc trùng tuy là có độc nhưng nó có tác dụng trấn gió, giảm viêm và có thể trị chứng lở loét. Trộn với địa hoàng, rang xay thành bột, uống trong 3 ngày sẽ giúp thần khí sảng khoái. Câm miệng! Ngươi còn dám ở đây lẻo mép nói càng hả? Xem cái miệng lanh lợi của ngươi kìa. Độc vật lại trở thành ân vật luôn. Ta sẽ đưa gia nhân tử này đi trước. Trọc Công Công, ngài ở trong cung cũng xem như nhiều ngày tháng rồi. Đem những quy tắc trong cung mà ngài biết dạy cho họ kỹ càng, quản giáo họ cho đàng hoàng chút đi. Nô tài ghi nhớ là giáo huấn của phu nhân, nhất định trở về giáo huấn bọn họ đàng hoàng. Còn không mau đi theo phu nhân. Dạ. Đi mau lên. Đứng lại. Trầu Công Công, chúng tôi... Tới làng đài quỳ hết cho ta, mau lên. Hả? Luyện tập kỹ tọa. Không có lời của ta, không ai được phép nghỉ ngơi. Còn ngay đã đó làm gì? Đi mau lên. Đi. Nô tỳ quý nhiễu nhã hứng thưởng qua của phu nhân, xin phu nhân tha tội. Ngẩng đầu lên đi. Tên của ngươi là gì?